đúng không? Ờ, xoáy một con một thôi. Để rồi anh em nhá, đây mình đang cảnh xoay cho em xem cái vết cưỡng đấy. Xe này thì mỗi một bên lái bị rung. Kiểu kiếp bập bập à? Đây em quay cho này, ok, đó em cho đấy vào. Đấy em bắt bình thường thôi, em bắt đâu vào bình thường cho anh. Đấy, chúng ta tháo từng con một các bác nhá. Mình tháo hai con một để nó tụt cái dây vào trước giờ luôn. Đó, sau khi người ta xoáy vào xong con tôm. Đấy, bây giờ xoáy vào. Tháo bao nhiêu? Rồi xong em tháo con dây này luôn. Đó, anh em xoáy từng con một cho mình nhá. Xoáy từng con một thôi, mình xoáy hai con một. Không phải nó tụt cái kia vào trong là chúng ta khó lấy. Đấy, sau khi chúng ta xoáy bắt được một con mới vào rồi thì chúng ta lại tháo con nốt cái dây ra. Đấy, xong đi đào lên trên này. Đó, thế là xong các bác nhá. Rất đơn giản luôn. Đấy, anh em tuyệt đối là không được tháo hai con cùng một lúc. Con tụt ở kia vào là chúng ta khó lấy nó ra. Rồi, sau khi em chay thì em chay đặt lại vị trí đúng của nó này. Đấy, nó có vết đấy. Các bạn nhớ lưu ý nhá, nó có vết của nó này. Đấy, chúng ta đặt lại đúng cái vị trí vết của nó, cái vết nó bẩn bẩn này. Nó ăn vào theo cái mép của sơn ấy, đấy. Chứ đừng đặt lệch nó lại sai cái tầm góc cửa. Đó, rất đơn giản luôn. Đấy, cái này thì là nó có cái nhựa bọc kháng xịn của nó, nhưng nó sẽ ôm vào cái lọng đi, nó sẽ không bị rung. Đấy là tình trạng kêu lọc tọc của cửa của bác. Ok, thế là xong, rất đơn giản luôn. Rồi, em trai test thử đi. Đấy, em trai ngồi em thử test thử luôn. Đấy, anh cho đây anh. Đó. Nếu mà nó rắc quá thì em đo tầm cửa, em đóng nhẹ thôi. Em đẩy lên để xuống. Rồi, đẩy xuống dưới. Em tháo ra em lưới, em đẩy xuống dưới cho nó đúng cái tầm cửa. Đấy. Sau khi chúng ta bắt vào mà nó thấy vị trí mà chúng ta đóng cửa vào nó hơi mắc, chúng ta lưới ra các bác nhá. Chúng ta lưới ra. Nặng hết đấy. Rồi, em lưới lên trên nữa, em cho xuống lùi một tí. Rồi, em đẩy lùi dưới cho. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ đẩy lùi nó xuống dưới lòng lên trên. Tùy theo vị trí để làm sao cho cái đoạn này ấy, nó sẽ thẳng được cái này các bác ạ. Đấy, nó thẳng được cái này thì đóng cửa sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy, mình đang căn chỉnh làm sao cho nó vừa khít cái gặp với nhau nhá. Rất đơn giản luôn. Đó. Ok, em phải đóng thử lại. Thôi nữa. Thế là em phải đóng thích tay thôi. Mạnh tay. Rồi. Đấy, ok. Đấy, thế là ok quá nha, ngon quá rồi. Đó, chúng ta chỉ việc căn chỉnh là không xoáy lại lần nữa chắc. Em công lại thì nữa chắc. Đó, có một lưu ý nhỏ nhỏ thôi. Đấy là khi anh em lắp cái mới vào thì chúng ta sẽ căn chỉnh cho cái vị trí của cái này này. Vị trí của cái này làm sao cho nó, đó, vị trí cái này làm sao cho thẳng với cái ngậm này, để khi chúng ta đóng vào nó có một cái trạng thái cửa tự nhiên nhất. Đây các bác nhìn này. Đó, các bác thấy không? Mở rất dễ luôn này, đấy. Đó, hết dùng luôn nhá các bác nhá. Bài toán này thì chắc chắn là các bạn sẽ không thất vọng đâu, vì cái này nó rẻ lắm mà nó xử lý được cái tình huống cửa của các bác thì kêu vào rung và lắc. Đó. Ok các bác nhá, nhiều rất là nhiều luôn. Em còn lấy gì được không? Ok ok ok. Ông Vương á, ông Vương 6:30. Ok, còn lấy gương là anh lấy xuống luôn thể. Ô, lấy tay trước nhá. Ok ok. Đây, sau đây mình sẽ lấy ốp mở cửa xuống. Cho em trai đây. Đây mở cửa em trai đây. Sau khi xử lý xong cái cửa cho em trai thì và đang dán cho em trai để ốp tay mở cửa nhá. Trước khi dán thì các bác lau vệ sinh sạch sẽ đây này. Đó, lau sạch sẽ đây nhá. Đấy thì bên trong nó thì cũng như các dòng khác thì nó nói thôi. Bên trong là có bao nhiêu 3M này. Đấy, anh em bắn thêm nước keo Sicora 500 hoặc anh em không bắn thì hợp tùy. Nhưng mình có thì mình bắn, mình có thì thôi đấy. Đây là rất luôn. Đó. Đây là luôn. Đấy, không cần chế cháo thì ngon nhá. Đây là cái miếng tay bé của nó đây. Made in Korea. Hàng chuẩn KD luôn. Đó, anh em đặt hàng cho mình. Đó, một hai là vừa luôn. Tất cả cái này nó có form đây rồi, nó có form rồi. Thì anh em không cần phải chế cháo gì cả luôn. Đây, mở bình thường thôi. Đây là xong luôn. Ok. Đây là xong cái bật cửa bên trong. Của em 500 tất cả thôi. Đó, xin mời cảm ơn em trai rất là nhiều nhá.
cảm ơn ủng hộ và sát cánh. Đấy, cái bài toán thầy hết tuổi thì anh em có một số lưu ý nhá. Đấy, hôm nay thì mình nói lưu ý thôi, hôm nay mình chia sẻ các bác một số lưu ý thôi. Anh em nhớ là đặt cái tầm cho nó chuẩn tầm. Đấy, câu hỏi thứ hai là chúng ta chuyển đổi. Thank you em nhiều. Thank you em, cảm ơn em nhá. Có gì anh em ủng hộ nhá. Thank you em nhiều. Thank you em trai rất là nhiều luôn. Đấy, em trai thì có gọi điện cho mình trước rồi, bạn ấy gọi điện cho mình trước từ 2 giờ chiều cơ. Bạn bảo là tầm mấy em qua có cái hàng không thì mình bán rất là muộn, các bạn cứ thoải mái đi các bạn ạ. Các bác nào mà mua hàng của mình cứ thoải mái qua nhá, không vấn đề gì cả luôn. À đúng rồi, ai xin. Anh em cứ thoải mái qua nhá, mình ở đây mà muộn lắm. Có những hôm mình mà 11 giờ cơ, hoặc 12 giờ mình mới về cơ. Anh em nào mà ra muộn thì cứ điện cho mình trước theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Cũng như là 0243 861 6426. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ và tin tưởng mình. Cảm ơn các bạn ủng hộ và vào đúng cửa hàng của mình nhá. Nhà mình dùng duy nhất là cà phê này thôi. Và thank you em trai rất là nhiều luôn.